Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 7 giờ tối của ngày thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2023 Và phải nói rằng là thật sự rất là bức xúc Chúng ta đã từng xem và chúng ta đã từng thấy rằng là Trước đây đã có một cái vị sĩ quan quân đội Và đã va chạm vào một bé học sinh lớp à, chuẩn bị thi cuối cấp và bé đã tử vong. À, mọi thứ tưởng như là được giấu giếm cho tới khi mà cộng đồng mạng lên tiếng, để từ đó người ta cũng đã khởi tố cái vị đó và đã trả lại cái sự công bằng. Thế nhưng ngày hôm nay thật sự rằng là chúng ta nhìn sang phía bắc và chúng ta thấy rằng hình như đã có một cái vụ tương tự như vậy và tôi cảm thấy khá là bức xúc với một số cái chi tiết ở trong vụ này. Đó chính là trung tá là Bùi Tiến Dương là phó trưởng cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 thuộc quân khu 3 thì đã lái xe gây tai nạn và khiến một nạn nhân bị đa chấn thương. Và có những cái chi tiết có thể nói rằng là nhiều khi người ta tự hỏi rằng là như vậy có khách quan công minh hay không? Đúng ạ? Trước khi vào thông tin thì mong rằng là các bác hãy tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Và ngoài hôm nay thì hầu hết các tờ báo lớn thì đều đưa một số tin, ví dụ như là thế này. Đó chính là cái việc mà Trung tá là Bùi Tiến Dương, Phó trưởng Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 1 thuộc quân khu 3, thì lái xe gây tai nạn thì khiến một nạn nhân bị đa chấn thương. Và chi tiết rất đặc biệt nhé. Và liên quan đến vụ tai nạn thì trao đổi với phóng viên để Trung tá Hoàng Thành Công là Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 1 thuộc quân khu 3, Bộ Quốc phòng để cho biết là vụ việc đã được chuyển cho phòng điều tra hình sự quân khu 3 là cấp trên của đơn vị thụ lý nhằm đảm bảo khách quan. Đó. và trước đó thì vào chiều mùng 4 tháng 9 thì trung tá Bùi Tiến Dương đã điều khiển ô tô tại địa bàn phường Vạn Hưng quận Đồ Sơn Hải Phòng thì đã tông trúng bà Nguyễn Thị Ngát 62 tuổi đang ngồi trên vỉa hè và hậu quả thì bà Ngát bị đa chấn thương trong đó có phần chân trái là gần bị đứt lìa gần sát vùng đùi và đưa đi bệnh viện cấp cứu sau khi cái tai nạn thì ông Dương này đã rời khỏi hiện trường và vào viện y học Hải Dương à, và viện y học Hải quân cấp cứu để điều trị. Đó. Và đây là cái hình ảnh mà chiếc xe tông rất mạnh trên vỉa hè. Có một tí tức đang chú ý thế này. Công an quận Đồ Sơn thì phối hợp với Viện Y học Hải quân để kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở và chất ma túy. Nhưng ông Dương không hợp tác cái điều này. Xin thưa với các bác, không hợp tác. Và đồng thời, quân an, công an quận Đồ Sơn thì phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đồ Sơn và Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 1, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm ô tô và lấy lời khai người làm chứng. Công an thì đã lập biên bản về hành vi không chấp hành yêu đầu kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Dương trước sự chứng kiến của kiếp trực cấp cứu, Viện Y học Hải quân và Trung tá Hoàng Thành Công. Và xin thưa với các bác rằng là do Trung tá Bùi Tiến Dương đang là quân nhân cho nên là cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 thì đã có công văn để đề nghị chuyển công an đồ sơn và và trao đổi với báo chí thì đại diện gia đình thì cho biết rằng là rất là nặng và vài ngày sau thì ông dương với gia đình là có nạn nhân là xin lỗi nhận trách nhiệm bồi thường tuy nhiên là chưa nay đến nay thì chưa nhận bồi, bồi thường nào và đó là một cái chi tiết có thể nói rằng là ông không hợp tác trong cái việc uh, ông không hợp tác xin thưa với các bác là trong cái việc mà 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 mà, mà kiểm tra nồng độ cồn mà từ ngày mùng 4 rồi và hôm nay là ngày 12 tháng 9 rồi. À, xin thưa với các bác như vậy. Và thật sự là rất là kỳ lạ. Tôi không hiểu được rằng là tại sao họ lại làm như thế. Và và thật sự chúng ta tự hỏi một câu hỏi rằng là tự hỏi một cái câu hỏi rằng là không cho đo nồng độ cồn nhưng mà báo dân trí lại lại có một cái chi tiết này, rất là kỳ lạ là không nói về cái chuyện đó, tức là uh, báo cáo với các bác đó, đó chính là cái việc mà viện đó là một chi tiết mà trên báo tuổi trẻ lại đưa một chi tiết rất kỳ lạ, tại sao lại không đưa vào dân trí ngày hôm nay, báo tuổi trẻ trước đó thì đã đưa và nội dung thì cơ bản thì cũng là cái xe là đâm như thế này, vân vân. Thế nhưng uh, ở đây nó có một cái chi tiết rằng như thế này. Vào ngày 5 tháng 9, thì công an quận Đầu Sơn đã tiếp tục có cái công văn đề nghị Viện Y học Hải quân lấy mẫu máu của ông Bùi Tiến Dương để xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy. Nhưng viện này sau đó có công văn trả lời là không xét nghiệm máu và xét nghiệm ma túy cho bệnh nhân do các xét nghiệm này không thuộc các chỉ định trong trường hợp cấp cứu. Và đó là một trong những cái nguyên nhân mà người ta cho rằng là hình như có một cái vấn đề bởi vì viện y học hải quân á, là ông dương ông ấy sau khi gây tai nạn thì ông chui vào đó để ông cấp cứu chứ không vào các bệnh viện khác của của, của dân sự và vào trong đó thì công an yêu cầu lấy mẫu máu để mà xét nghiệm thế nhưng mà ông không hợp tác tôi không hiểu rằng là một cái tinh thần quân nhân của ông là một tinh thần có thể nói là phải là thượng tôn pháp luật và tất cả là quân lệnh như sơn thì ông lại không hợp tác với cả là bên phía của công an mà dù chắc chắn với cái vị trí là phó hình sự thì ông của quân đội thì ông phải hiểu rất rõ rằng là đấy là một trong những quy trình mà bắt buộc khi mà kiểm tra cái việc mà gây tai nạn và đặc biệt kỳ lạ đó chính là viện y học hải quân cũng không hợp tác cái việc này và họ trả lời một cách rất là đơn giản đó là không thuộc không xét nghiệm máu cũng không xét nghiệm ma túy nồng độ cồn bởi vì không trong thuộc trong quá trình cấp cứu Tôi không biết rằng là bên phía của quân đội đã xét nghiệm ông này chưa, nhưng rõ ràng nếu như mà chỉ cần xét nghiệm sau một ngày là lúc đó là tất cả với những người mà có một cái cơ thể tốt khỏe mạnh thì lúc đó là những cái nồng độ cồn đã bị đào thải rồi. Và như vậy thì xét nghiệm nó sẽ là zero. Xét nghiệm nó sẽ là zero. Đúng không ạ? Và như thế thì xin thưa với các bác. Đó. Xin, xin thưa với các bác xét nghiệm bằng zero thì như vậy rằng là có thể là không bị hình sự hóa một vụ tai nạn nếu như nếu như người gây tai nạn ở trong cái trường hợp mà phê ma túy hoặc là bị nồng độ cồn mà gây tai nạn thì có thể bị xử lý hình sự tức là bị phạt tù còn nếu không thì nhiều khi nó chỉ là trách nhiệm dân sự và bồi thường thôi thế cho nên rằng là dư luận đang có một câu hỏi rất là lớn như thế có bao che hay không và cái việc mà chuyển sang quân đội để điều tra thì có khách quan hay không có khách quan hay không tất nhiên thì không phải rằng là ông điều tra rồi nhưng mà xưa nay thì người ta vẫn đang có một cái số cái lăn tăn như thế chúng ta sẽ chờ đợi xem rằng là bên phía của quân đội có công khai hóa cái việc này để mà cho người dân một cái niềm tin bởi vì trước nay thì cũng có nhiều vụ mà người ta vẫn thấy rằng là ở trong quân đội nó có một cái gì đó nó tương đối gọi rằng là mờ mờ ảo ảo nó chưa rõ ràng và thật sự chỉ có công khai minh bạch thì mới mới làm cho người ta có niềm tin được và cái sự chấp pháp thì không chỉ là mỗi người dân mỗi cán bộ chiến sĩ công an và đặc biệt chiến sĩ công an và đặc biệt các chiến sĩ quân đội là phải chấp pháp một cách có thể nói rằng là nghiêm túc nhất thế nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là ông lại không hợp tác trong cái việc này thì hồ sơ hay gì đó chúng ta chưa nắm được chưa rõ được đúng không ạ thôi thì đành phải chờ đợi thôi biết làm thế nào không biết các bác nghĩ gì về việc này nhưng với tôi thì tôi cảm thấy rằng là nó có một cái vấn đề nào đó đúng không ạ cảm ơn tất cả các bác chúc các bác một ngày tốt lành